Rồi, hello mọi người xem kênh YouTube của em nha. Em là Mạnh, chuyên mua hộ phụ tùng quay thế cho 10 hàng new. Thì hôm nay sẵn soạn đơn hàng, giới thiệu với mọi người luôn là những cái món mà phụ tùng có trong cái clip bữa nay. Chúc mạnh em ha. Đầu tiên đi vô một cái món lô đi mọi người. Lô nha. Tem quay thái nhớt 99. Tem in nha mọi người. Mà chuẩn nét, chuẩn zin. Đó, chuẩn zin cho anh em. Tem này thì em có 3 giá, một loại là 180, một loại là 350 và một loại là 500, thì trước mặt anh em là cái loại 500 ngàn nha. 500 ngàn nha. Em là cái thằng mà chuyên làm dàn áo thì chắc cũng anh em cũng biết rồi. Hồi đó là em chuyên nhà làm dàn áo. Đó, từ từ em mới qua bán đồ mới đồ này kia. Tầm khoảng hơn 2 năm nay, 2 3 năm nay em quay qua bán đồ mới. Thì những cái tem này thì trước đây em bán rất là nhiều cho anh em, Em làm dàn áo rất là nhiều và em bán rất là nhiều luôn. Thì bao với anh em là bao chuẩn, bao đẹp. Đó, bao bền. Bảo hành cho anh em 2 năm, trong vòng mà 2 năm mà bất cứ khi nào mà anh em thấy nó có một cái đốm gì nó bay màu, anh em chụp hình anh em gửi qua cho em. Em gửi phi cho anh em một cái bộ khác, em trả tiền phí cho anh em luôn. Đó, để anh em dán. 5 xị nha. Cái bộ tem 5 xị thì bảo hành 3 năm. Đấy 2 năm, còn cái bộ tem mà 350 thì bảo hành 3 tháng nha mọi người. Còn 180 ngàn thì không có bảo hành. Vậy thôi. Rồi tiếp theo. Một yên. Còn một cái duy nhất nha, bán cái này xong còn một cái duy nhất là nó có dít. Anh em lưu ý. Còn anh em muốn mua nữa thì nó sẽ không có dít. Tại vì nó về tùy đầu. Có nghĩa cái đầu này thì họ chỉ còn có hai cái thôi là còn bị dít. Còn những cái khác thì họ không có dít, bị lấy dít mất tiêu chưa này. Đây là cái dít. Cái yên quay thái 110 mới. Gắn cho quay thái 110 của em Hoa, rồi quay 100 đời 9798. Luôn bản là yên ha, bản là yên thì bản là yên ba lỗ mọi người xài cho quay em Hoa, quay thái 100 đời 9798 này mọi người không gắn ốc lỗ này thôi. Hai lỗ này thì nó cũng vẫn ngay nha, vẫn ngay. Có luôn cái dít cho anh em. Giá cực kỳ thơm. 1.180.000 cho cái yên này. Yên zin Honda nha. 1.180.000. Rồi tiếp theo, một cái ba ga xuồng xài cho những cái dòng cây nhỏ. Quay thái 100 đời 9798 cho tới quay thái 110 299 2001 cho những cái dòng xe mà quay thái đời 202 cho tới 205 luôn. Rồi cho những cái dòng quay nhỏ, quay pha, quay ZX đồ này kia xài được luôn nha mọi người, quay pha cộng đồ xài được luôn nha. Những dòng quay nhỏ nói chung là full những cái dòng quay nhỏ là xài chung hết. Ba ga xuồng Siken 12 ly nha mọi người, 590.000. Hàng này là hàng chuẩn nét nhất thị trường giờ rồi. Hàng chuẩn nét nhất rồi. Rồi tiếp theo là một cái lường. Một cái lường anh em còn gọi là yếm khóa. Hàng hai tem. Hàng này là gia công thêm cái tem trên nha. Gia công thêm cái khung tem trên. Và dán luôn ha, hai tem cho mọi người, gà cho nó khít với cái bên trong luôn. 450.000. Anh em nhìn nè. Cái hàng gia công ha. Gia công thêm nè. Nhìn vào trong cái độ trong này nó không có bị nó không có bị dạy cá giống vậy nha, không bị dạy cá. Đó, bao dính bao đẹp, bao ngon cho anh em luôn. 450.000 một cái. Thì em là chuyên làm này anh em cũng biết rồi. Rồi tiếp theo. Một cái bờ cổ quay thái 110 đời 992.000 là nó không có ngóc ở đây nha mọi người, nó không ngóc đây. Giống như thằng quay pha quay ZX, quay pha quay ZX với quay thái 201 là nó có ngóc ở đây. Còn này bờ cổ đời 992.000. Đó. 190.000 nha, zin chính hãng Honda Thái Lan, nối không có đồ lô. Một cọng dây điện sơ. 1.180.000. Dây này thì nói thiệt với anh em luôn, những cái món nãy giờ em giới thiệu với anh em á, không có món nào mà đồ theo xe qua được. Cái yên thì đồ theo xe tới giờ thì nó cũng gắt, đồ này kia móp thì nó cũng xẹp rồi. Cái lường á thì đồ theo xe nó cũng bị bay tem đồ này kia, nó bị bạc màu. Rồi tiếp theo mọi người, em có gửi cái bờ cổ cũng vậy, nó bị gãy đồ này kia, bị bạc màu xấu lắm. Đó, ngay cả về điện sườn cũng vậy. Hàng đeo xe không cửa nẻo nào với hàng mới mọi người. Em nói thiệt, khi mà mọi người dọn một chiếc xe á, mọi người phải cân đối giữa cái hàng đeo xe và hàng mới. Thì có những cái món theo xe nó sẽ ngon hơn đồ mới, và có những cái món đồ mới nó sẽ ngon hơn đồ theo xe, và mình phải chấp nhận được cái chuyện đó, chứ không phải là cái đồ nào đồ theo xe cũng ngon. Làm sao mà có vụ mà cái dòng cộng dây điện sườn theo xe mà ngon hơn cộng dây điện sườn hàng mới. Những cái món nhựa nhám đồ này kia không thể nào mà cái đồ mà theo xe ngon hơn đồ mới. Em nói thiệt với anh em luôn. Đó. Còn cái yên cũng vậy, cái yên thì đồ đeo xe anh em biết rồi, nó móp méo đồ này kia rồi, nó bị gắt da đồ này kia, làm sao ngon cái đồ mới được, đúng không? Đó, có một cái ngón mà hàng theo xe nó sẽ 50-50 so với hàng mới. Đó là cái chó đèn. Thì nếu mà anh em kiếm được một cái chó đèn mà từ dạng như đẹp á, theo xe đẹp á, thì anh em nên chơi. Nhưng mà nói thật sự, cái những cái chó đèn mà theo xe đẹp thì giá nó mắc. Còn với ngang giá với cái đồ mới là giá trị nó là 550.000 thì bảo đảm với anh em luôn. Anh em đi mua cái chó đèn mà theo xe mà 550.000 không để nào mà đẹp bằng cái đồ mới. Bảo đảm với anh em 100%. Cái đó em nói thiệt, cái chó đèn theo xe đẹp là bài phải tiền triệu trở lên, tầm khoảng 1,5 triệu trở lên. Thì nó mới có thể là nó đẹp hơn cái đồ mới. Còn giá mà vài trăm ngàn triệu đổ xuống thì thôi bỏ thôi. Không để nào mà so sánh với hàng mới được, em nói thiệt với anh em luôn.
đó. Thứ nhất đầu mới chưa sử dụng, thứ hai mặt kính nó không có bị găng nứt, cái thứ ba cái chỗ lỗ bóng đèn nè nó không có bị chảy, cái thứ tư nữa là bát bọng đầu này kia của người ta chưa có xài nó còn cái thinh đó, mới sạch đẹp rẻ 550.000 lụm đó. Anh em đi có thể kiếm những cái hàng cao xe nhưng mà chịu khó mắc tí, mắc tí thì ok, chất lượng nó ngon, đồ đèn hàng mới, nhưng mà anh em phải chịu cho mắc. Còn với ngang tầm giá chất lượng thì nó không, cửa này nó không qua được hàng mới rồi. Rồi tiếp theo, một cái đèn hiệu quay pha lên Thái nha mọi người, quay pha lên Thái nha. Đây quay pha lên Thái, cái chui này thì của thằng quay pha nó sẽ vàng, còn quay pha quay Thái nó sẽ trắng hồng ha, đầu mới nha mọi người. Đây dàn khè nè, dàn khè thằng Thái nó sẽ trắng hồng. Đây lên chụp cam này, hai chụp cam của thằng Thái này, 450.000, giá cực kỳ hợp lý, giá cực kỳ rẻ. Dây nhợ đầu này kia, bóng đèn đầu này kia mới hết. Ồ, nó có dán keo quá ta, nó dán keo quá gì mọi người, nên cứng quá. Không phải dán keo, không phải dán keo nha mọi người, mới quá nó kia nó cứng, cái ngạnh đầu này kia nó cứng. Đây bóng đèn đầu này kia mới cho anh em hết, anh em chơi nó thoải mái, chơi cái gì thoải mái chơi đi. Đó mình ngại gì mình chơi không chơi này mọi người, 450.000 giá cực kỳ hợp lý. Tập xi nhan cũng vậy, xi nhan đeo xe mà bây giờ anh em mà đi mua cái giá mà 300-350 thì nó cũng bị găng nứt đồ này kia, cái chụp cam này, cái này hàng mới, 36 cái lỗ ốc này nó còn cái thinh luôn, chưa xài luôn, khỏi mất công sợ nó bị tuôn bị tiết đồ này kia, sạch sẽ không có bụi bặm, về là tháo bịch ra chơi, nó có khác gì hàng đeo xe đâu đúng không, đẹp hơn nữa. 330.000 cặp này nha mọi người. Cái dây đèn này cũng vậy luôn, em nói thiệt mọi người, bây giờ dây đèn theo xe anh em mua cũng 200 ngoài đó, mà về coi chừng mấy cái này nó bị chai đồ này kia nè, đó nó bị chai đồ này kia anh em, nó bị chai rồi nó cứng ngắt hoặc là nó lỏng le đồ này kia đó, rồi sao anh em chơi. Trong khi cái cọng dây đèn này hàng mới 240.000, ngon thấy bà luôn, tại sao không chơi đó, ngon nha, ngon. Rồi tiếp theo cái lọc gió, đừng nói này mà lấy đồ đeo xe chơi nó thì em chịu nha. Lọc gió là cái một trong những cái mà bắt buộc anh em phải thay mới, 115.000, viên chính hãng ở Thái Lan. Một bộ cao su chống ghe lồng, cái này thì khỏi nói đi, thay mới thì nó mới có tác dụng gọi là cao su chống ghe lồng, cái hàng theo xe nó chai nó cứng ngắt hết trơn thì làm gì có tác dụng mà chống ghe lồng nữa, đúng không mọi người, đúng không? Cao su nó mới, nó mới bót vô trong mấy cái rãnh của cái lá nhôm của thằng lồng thì nó mới chống ghe được, còn cái hàng theo xe thì nó chai nó cứng hết trơn rồi đó, chai cứng đôi khi mà chạy anh em chạy nó sứt ra ngoài luôn thì làm gì có tác dụng mà chống ghe lồng. Một bộ ba cái như thế này, zin chính hãng Honda Thái Lan, 100.000. Một bộ lò xo ống 6 nút nhựa tăng cam, 130.000. Cái này thì tùy anh em muốn chơi hàng đeo xe thì anh em chơi, anh em muốn chơi hàng mới thì anh em chơi hàng mới, này 130.000, cái này là tùy ý anh em. Một bộ sinh, một cái cộng sinh cam, hàng đeo xe nó có cửa nẻo nào với hàng mới nha mọi người, anh em đừng nói mà hàng mới này kia nó ngon, hàng mới gắn vô nó bị hú thì xin lỗi anh em luôn, cái hàng cái cộng mà theo xe mà lúc mới gắn vô chiếc xe thì nó cũng hú, chạy thời gian bắt đầu nó mới hết hú đó, thì cái thằng này nó cũng vậy thôi, nó cũng vậy thôi, nhưng mà được có một cái là người ta chưa có bị giãn đồ này kia, anh em chạy nó ngon đó, nó không có kêu là chạch đó. Rồi anh em nào đã từng đi chiếc xe 110 rồi bị kêu cái tiếng sinh cam rồi mấy bực bội, 150.000 một cộng hàng mới, xài cho quay tháng 110 full cho một nha. Bộ ba bánh tăng đỡ lồng, hàng zin chính hãng ở Thái Lan, full bịch cho anh em, 350.000, bao zin nha, nói không với đồ lô, nói không với đồ ép bịch. Anh em lưu ý bây giờ đi mua thị trường bây giờ rất là nhiều, em nói thật sự luôn, ngay cả cái tới con tem thông số có 30 mấy ngàn thôi, 30 mấy ngàn thôi mà người ta còn làm đồ lô, người ta ép bịch, thì anh em đừng có hòng mong mà nói cái bộ này nó mắc tiền mà người ta không có làm. Có hết, có, xin thưa là có hết, có đầy đủ. Rồi cái này anh em có thể hàng chơi hàng theo xe nè, cái này em nói thiệt đó, một cặp kính hậu chân si zin chính hãng ở Thái Lan, xài cho quay tháng 110 đời 2-1 chân si nha mọi người, đó luôn ốc tán. Thì nếu mà anh em nào kiếm được cái hàng theo xe đẹp thì anh em chơi, tại vì cái đồ theo xe là nó có một cái đẳng cấp khác mọi người, nó nét hơn, nó đẹp hơn đó, nét đẹp hơn. Thì cái chân si này ví dụ như đồ theo xe mà nó có xét đồ này kia, anh em để bỏ đi si lợi cũng không sao, không thành vấn đề đó. Rồi một cặp kính hậu chân si như thế này hàng mới nha, 401. Một bộ ốc đầu gò theo xe gồm 4 con ốc và 4 lồng đèn nha mọi người, 360.000, chơi những cái bộ như thế này chạy một thời gian rồi nó mấy người bật còn ngã vàng nhìn nó mới sướng, còn đồ theo xe đôi khi nó bị xuống màu quá xấu
Rồi một trái piston ít tăng đa 260.000 nha mọi người, lẻ là 260.000. Một bộ phốt cục bụng máu ấy, máy cái này cũng không thể nào mà anh em chơi đồ theo xe rồi. Em đã nói rồi, nguyên cái gì mà liên quan tới cao su đồ này kia thì anh em cứ việc chơi hàng mới giùm em, tại cao su nó có tuổi thọ. Cái gì nó cũng có tuổi thọ nha mọi người, nhưng mà riêng về cái cao su là tuổi thọ nó nhanh, nó nhanh. Và đây là những cái phốt bụng máy liên quan tới cục máy thì nó sinh ra nhiệt nữa. Nên là cái này cao su anh biết rồi, anh em biết rồi, cao su mà nó đậu, nó đụng với nhiệt á thì nó mau bị cứng, mau bị lão quá đồ này kia. Đây là năm cái phốt bụng máy nha. Hai cái phốt chỗ cái nắp tròn chỗ cái qua lăng của anh em nè. Một cái phốt càng đạp nè, một phốt cần số nè và một cái phốt nhâm tải ha. Đó, năm cái zin chính hãng Honda Thái Lan mà Nhật. 420.000 cho năm cái này. Cái này anh em có thể chơi theo xe. Kiếm có theo xe đẹp thì cứ việc chơi, còn không có thì mình cứ việc lựa chọn chơi hàng mới. Đừng chơi những cái hàng mà theo xe nó bấy quá quá. Cây cốt cam quay thấy 110 zin chính hãng Honda Thái Lan. Xài quay game đồ này kia xài được hết nha mọi người. Đó, luôn hai bạc đạn nè, cốt cam luôn hai bạc đạn 800.000. Theo xe nếu mà còn đẹp thì nó khá hơn là cái cây cốt cam hàng mới này. Cái đó là mình phải khẳng định nha. Còn riêng anh em làm máy, làm ơn thay giùm em cái cặp bạn nạn nồi. Cặp bạn năng dên. Đây cái GS4 là bên nồi nha, còn GF6 là bên lửa. Đó. Ông anh ông nhờ đánh dấu giùm ổng để về mất công ông thợ ông lộn. Tại vì hai cái này thằng này đều là 6304 hết. Thằng nào cũng là 6304, nhưng mà một có thằng GS4 này là cái 6304 cộng nha. Đó. Một cặp bạn năng dên 500.000. Đáng thay nha mọi người, đáng thay. Một bộ ốc và lông đệt chỉnh nồi 55.000. Một bộ ốc xả nhớt 55.000, ốc và lông đền xả nhớt 55.000 nha. Một bộ ốc và lông đền tăng cam 130.000. Con ốc tăng cam màu được màu khá lắm mọi người, màu khá lắm. Đây, quay cho mọi người coi ha. 55.000. Hai cây cái này là thường thường ít hai. Hai cái ắc, hai ắc cò 101 nha mọi người, ắc còn 101. Đây là bốn cái bạc đạn số, khi mình gỡ ra rồi thì mình làm ơn mình thay được bốn cái bạc đạn số và cặp bạc đạn zin. Thiệt. Zin chính hãng Honda Thái Lan. Nè, Honda Thái Lan nhập của Honda Taiwan nè. Đó. Bốn mặt đạn số nha. 380.000 cho bốn cái. Cái này là một bộ ốc lông đền và ốc nối lồng, ốc nối lồng. Ốc nối lồng và ốc bánh lồng và lông đền bánh lồng luôn mọi người. Bốn món nha. Có ốc nối lồng dài này đẹp quá mọi người, màu đẹp quá. Đây. Màu đẹp ha. Zin chính hãng Honda Thái Lan. Con lông đền em xài đồ zin chính hãng Honda Thái Lan, nói không với đồ Việt nha. Đây, nó mắc lắm mọi người. Con lông đền này không 60 mấy k, mắc lắm đó. Nhưng mà em vẫn nhập, em vẫn bán cho mọi người 180.000. Một cái lông, một cái lò xo xì tốp 30 nha mọi người. Một cái bộ ốc cao su bờ cổ, cao su là cao su Thái, ốc là ốc Nhật ha, 75.000. Một cái cao su treo IC, à nhắc tới cái này mới nhớ, nhiều anh em nói IC theo xe ngon hơn IC mới, làm sao ngon được mà mọi người. IC là nó một cái màn mặt để đánh lửa. Đó, nó quản lý toàn bộ cái chiếc xe luôn, cái đường dây điện của chiếc xe của anh em luôn. Mà nó sinh ra nhiệt. Nó sinh ra nhiệt nên nhiều cái cao su á, cao su IC á, anh em gỡ ra nó bị cứng ngắc à. Nó sinh ra nhiệt thì cái cao su này nó mới cứng. Còn ví dụ như cái GLD á, anh em thấy cái GLD có khi nào mà nó cứng đâu. Nó mềm xèo à. Nó mềm xèo à, trừ khi nó bị cháy cái GLD thì nó mới cứng thôi. Còn GLD mà nhiều 10 chiếc xe gỡ ra thì hết 9 chiếc xe thì cái cao su GLD nó mềm xèo. Đó, ít khi nào nó cứng lắm. Bởi vì cái thằng mà IC mà hàng mới, hàng mới á, lúc nào nó cũng phải ngon, nó bền hơn cái thằng đeo xe. Tại vì cái thằng đeo xe nó chạy 20 hai mấy năm nay, nó sinh ra nhiệt 20 hai mấy năm mà anh em biết rồi. Cái giống gì mà sinh ra nhiệt mà nó không mau hư. Đúng không mọi người? Cái giống gì sinh ra nhiệt nó cũng mau hư chứ á. Đó, nên cái chuyện mà cao su IC, ê, cái IC mà hàng đeo xe mà ngon hàng mới là không có cửa đâu nha mọi người. Không có cửa nha. Đó, hôm nay em cũng nghe nhiều anh em nói vụ đó lắm, nhưng mà thôi nó không có cửa đâu. Đây là cặp cò quay thái 110 hàng new. Giá nó rẻ mọi người. Giá nó rẻ à. 430.000 ha. 430.000. Giá đó giờ bán bao 430.000 anh em cần hút. Còn đây là bộ ốc tán chỉnh cò, bốn món nha mọi người, 220. Zin chính hãng Honda Thái và Nhật luôn. Đây, Honda Nhật hết. Thái nhập của Nhật. Thằng này Thái nhập của Nhật ha. Đây, bốn món 220.000. Đây là hai cái ác piston. Bữa nay có hai anh ông ủng hộ hai cái ác piston. Phe em có luôn nha, nhưng mà phe anh em ít thôi. Em có luôn, hai cái phe là 50. Còn ắc piston là 50.000 cái nha mọi người. Đây là cái ống hơi bình xăng con. Gỡ trong cái bình xăng con mới ra 70.000. Thì được có một cái là anh em lợi thế, được có một cái là có luôn cái cổ dê này nè. Gỡ luôn trong cái bình xăng con mới ra thì anh em có luôn cổ dê ha. Còn anh em mua hàng mới nó cũng 70 nhưng mà nó không có cái cổ dê đó.
Rồi đây là cái ống hơi máy 65.000 một cái, ống hơi máy tay thắng đùm nè mọi người, 90.000 ha, zin chính hãng ở Thái Lan. 6 cái cao su sườn, cao su cốp, cao su về biển số, 6 cái nha. Đây, xài chung mọi người. Sườn cốp về biển số xài chung, một cái như thế này 25.000. Còn đây là cục sạc. Sạc hàng mới. Anh em dọn xe muốn đường muốn điện mình ổn định thì mua cái cục sạc hàng mới nha. Đừng chơi hàng đeo xe thiệt. Đeo xe thì nhiều khi cái cục sạc này có 290 nè. Anh em chơi hàng đeo xe nó chập cái nó đứt cái bóng đèn tới 300 mấy ngàn. Chơi hàng mới thì mọi người, lành, đẹp, ngon, đẹp. 290.000. Kèn 8 lỗ zin chính hãng Honda Thái Lan, mới, đúng mã quay Thái 110 nha. 8 lỗ 220.000. Còn đây là cái chụp bugi. Đúng của quay Thái 110 là xài chụp bugi Nhật. 320 nha mọi người. Bộ ốc cạc te. Ốc cạc te ha. Ba con ngắn là xài của Nhật, một con dài là xài của Thái. Thì ba con ngắn xài của Nhật nó mới có số 10. Còn anh em xài của Thái hết trơn á là nó số 0 gạch chân nha. Nhìn anh em hỏi sao mà mày bán mắc hơn người ta, ta bán có ta bán đúng hàng Thái luôn mà có 100 ngoài ngàn, 101 à, mày bán tới 260.000, 260.000. Dạ, là do ba cái con Nhật này nó mắc, còn người ta xài hàng Thái là cái con số 0 gạch ở trong nó không có đúng của quay Thái 110. Nó đúng mã. Nó đúng mã nhưng mà nó không đúng con ốc. Không đúng con ốc. À. Tại vì cái mã mà số 10 này là của thằng Thái, nó bỏ mẫu rồi, nó không còn sản xuất nữa. Nó cũng cái mã đó nhưng mà nó xài đây nè, cũng cái mã này nhưng mà nó là lại là con ốc số 0 gạch ở trong. 260.000 bỏ cắt te nha mọi người. Một cái gon tay dầu zin chính hãng Honda Thái Lan, xài cho quay Thái 110 đời thắng đĩa và quay giấy tít. 101 cao su lót sên nè, 55.000 cái nè. Những cái này là anh em cần thay nha, cần thay. Rồi ok, clip em tới đây thôi, clip cũng hơi dài, anh em thông cảm. Thì em nói thật sự, không phải là em bán đồ mới mà em nói là cái đồ mới nó ngon hơn được xe, nhưng mà em phân tích anh em nghĩ đúng không? Nhiều trên xe có nhiều cái món, thì hàng theo xe nó sẽ ngon hơn hàng mới. Nhưng mà ngược lại nó có rất là cái nhiều cái món hàng mới nó phải ngon hơn hàng đeo xe. Phân tích cho anh em ngay. Cục máy đi. Ví dụ như cục máy đầu lòng rồi này kia. Nếu mà cái hàng mà đầu lòng mà còn tầm khoảng 80-90% thì nó ngon hơn hàng mới là đúng rồi. Đúng mọi người. Nhưng mà bây giờ cái đầu lòng nó tệ quá thì làm sao nó so sánh với được chiếc hàng mới. Cây dên cũng vậy. Cây dên mà còn được 80-90% thì nó ok. Nó ngon hơn đồ theo xe đó. Nó ngon hơn hàng mới đó. Nhưng mà giờ nó bấy bá, nó tệ quá, cái má dên đồ này kia nó bị phiết, nó bị gơ, nó bị mòn đồ nhiều. Hai cái đầu của cái dên á, hai đầu cốt dên á, nó bị cong, nó bị quẹo đồ này kia. Tại vì lúc mà anh em lấy cái dên ra đôi khi có nhiều ông thợ ông lấy cái búa ông đóng nữa. Thì nó bị cong cái đầu dên thì làm sao nó ngon bằng cái dên hàng mới. Mọi người phải chấp nhận được cái điều đó. Ở đây em ngay cả bản thân em dọn xe thì em cũng tầm khoảng 85% là em xài đồ mới. Còn bao nhiêu còn những cái phần trăm còn lại là em vẫn xài đồ theo xe mà. Cái này em nói thiệt. Cái bô nè, nói về cái bô đi thì anh em nói bô theo xe ngon hơn hàng mới. Dạ đúng, bô theo xe ngon hơn hàng mới, nhưng mà khi mà mình so sánh chỗ đó thì mình so sánh cái giá trị nữa. Ví dụ như bây giờ anh em cầm 1.350.000 anh em đi mua một cái bô theo xe đi thì làm sao mà nó đẹp, làm sao nó ngon hơn được cái bô hàng mới. Trong khi đó nếu mà bây giờ anh em cầm 5-6 triệu anh em đi mua cái bô theo xe thì đừng sao so sánh được với bô hàng mới còn 1 triệu ngoài. Mình so sánh nhau là so sánh về nhau về chất lượng trong khi nó cùng cái tầm giá. Chứ không phải là thể nào mà mình cầm một cái đồng tiền mà 5 triệu mình đi so sánh với một cái món đồ có 1 triệu. Thì nó khập khiển với nhau quá. Nó khập khiển với nhau quá. Đó. Em ở đây em không phản bác hàng mới, hàng theo xe nha. Tại vì bản thân em cũng dọn xe. Cũng dọn xe cho bản thân của mình cũng có xài tầm khoảng 10-15% cái hàng theo xe. Tại vì có những cái món hàng theo xe nó đẹp thì mình phải chơi. Dụ như nguyên cái bộ lửa đi. Cái hàng theo xe nó đẹp mà nó rẻ nữa. Tầm khoảng 2 triệu ngoài, 3 triệu đổ lại là nó có một cái cuộn lửa, bộ lửa nó đẹp rồi. Mà trong khi đó một cái bộ lửa mà hàng mới mà anh em gáp đi hơn 6 triệu bạc mà nó làm sẽ sao ngon bằng cái, làm sao đẹp bằng thằng kia. Không đẹp được, tại vì cái màu sắc cái hoa lăng cái hàng mới nó không có được vàng, nó không được 7 màu giống như hàng hiệu xe. Thì nhìn trực quan là nó không có đẹp bằng rồi. Nên là có những cái mình bắt buộc mình phải chơi hàng theo xe và có những cái mình bắt buộc mình phải chơi hàng mới. Mình là người tiêu dùng, mình có quyền lựa chọn, mình có quyền suy nghĩ. Đúng không? Coi người ta giải thích cái gì nó đúng thì mình phải công nhận cái điều đó, còn cái gì sai mình phản bác liền. Dụ như anh em nói ừ mình ơi tao thấy cái lọc gió kia hàng theo xe nó ngon hơn, thì anh em phải giải thích cho em là cái lọc gió cái hàng theo xe nó ngon hơn cái hàng mới chỗ nào. Hay là bụi muội nó đóng quá nhiều quá, gió nó không có lọt vô trong được cái lớp giấy này nữa nên là nó ngon hơn, đúng không mọi người? Làm sao mà có vụ mà cái chuyện mà lọc gió mà hàng theo xe nó ngon hơn hàng mới? Không có. Em nói thật sự riêng cái lọc gió, em nói thật sự với anh em luôn, cái hàng tồn nó còn không ngon hơn hàng mới. Tại vì sao? Cái lọc gió này lọc vô giấy. Trong này người ta có một cái lớp dầu dưỡng cái lớp giấy này.
mà cái hàng mà nó lâu năm quá nó bay hết cái lớp dầu rồi, nó bay hết lớp dầu thì nó không có tác dụng ngon bằng cái thằng hàng mới nha mọi người. Anh em lưu ý cái chuyện đó, chứ không phải là cái nào mình cũng năm năm là hàng đeo xe, năm năm là hàng mới. Vô cái chó đèn nãy em giải thích với anh em rồi, cái cùng tầm giá là 500-550 ngàn, 500-500 ngoài vậy đó. Anh em mua được một cái chó đèn theo xe thì làm sao cái chó đèn theo xe nó đẹp bằng cái chó đèn mới. Anh em đừng có đi mua một cái chó đèn tầm khoảng tiền triệu, chứ lên anh em đi so sánh với tiền cái chó đèn hàng trăm đó. Và hỏi thiệt luôn, được bao nhiêu anh em dọn xe quay tháng 110 mà đi đêm, thiệt đi đêm, mà nếu mà có anh em có đi đêm thì anh em cũng đi gần thôi, được bao nhiêu người cầm chiếc xe đó đi xa, đúng không? Nhưng mà nếu nó nói về cái độ sáng đồ này kia, cái độ mà ánh sáng của bóng đèn á, thì rõ ràng hàng mới nó không bằng hàng theo xe, thiệt không, mình công nhận điều đó. Nhưng mà nói về cái độ sáng của thủy, độ đẹp ban ngày người ta nhìn vô người ta thấy đẹp, thì cái hàng mới nó vẫn ngon hơn những cái hàng theo xe mà giá tầm khoảng 1 triệu đô lợi. Anh em kiếm không có kiếm được một cái chó đèn nào mà một theo xe mà 1 triệu đổ lại mà cái mặt kính này không răng. Ngay cả những cái chó đèn theo xe mà còn khá tinh trên tầm khoảng 1 triệu chữ ngoài luôn, cái mặt kính nó bắt buộc cũng phải có răng, ít nhiều nó cũng phải có răng. Nhưng mà hàng mới thì nó chưa có răng nắng, chưa có tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên là nó còn mới, nó còn chưa có răng, nó vẫn đẹp. Anh em lên xe dọn nhìn nó nét, nhìn nó đẹp đó. Anh em lên xe zin cũng được, lên xe dọn nó cũng được, mình phải công nhận được cái điều đó nha. Chứ không phải là đâm lúc nào cái hàng đeo xe nó cũng đẹp hơn hàng mới. Đó, người ta phải nói vậy để người ta bán được cái hàng. Đó, nói vậy để bán được cái món hàng thôi. Còn riêng bản thân em nói là phải phân tích đàng hoàng, chứ không phải nói là để khơi, để cho anh em là mày, tao nói ra là để cho khách hàng nghe lời của tao để mua đồ rồi này kia, không có. Mình nói ra mình phải phân tích được cái chuyện đó. Đó, còn nhiều cái vụ tem nào này kia em đã nói biết bao nhiêu lần rồi, là tem 99 của Uy Thái nó không còn sản xuất mới mấy năm nay rồi. Tầm khoảng 20, bắt đầu em chơi xe là 20, lúc mà biết á là 25 hay 16 rồi này kia, là cái tem 99 nó đã bỏ mẫu, nó không sản xuất nữa rồi. Thì mà nhiều, bây giờ nhiều anh em gẳng gọi điện cho em nói là tem đó em chỉ, bên em chỉ có đồ in thôi, đồ in loại đẹp thôi. Cái cũng có nhiều anh em lại phản bác em, tại sao bên người ta có bán đồ zin mà mày không có. Đó, thì thôi em cũng làm biến giải thích với mấy anh em đó là lắm. Tại vì nếu mà tin người ta rồi thì đừng qua hỏi em. Cái này em nói thiệt, đã tin người ta qua hỏi em giải thích rồi, nhưng mà vẫn tin người ta nữa thì đừng có hỏi em nữa. Em chỉ nói là thôi em không có bán đồ zin, em bán đồ in thôi, đơn giản vậy đó. Anh em tin ai thì anh em đi mua đó. Và em đã ra một cái deal rồi, tem quay thái rồi 99 màu nhớt. Anh em nào còn tem zin đem qua giùm em 200 bộ. Còn riêng cái màu đỏ 99 tháng đồng và màu đen tháng đĩa và màu ngọc tháng đĩa, mọi thứ đem qua giùm em 50 bộ. Anh em bán lẻ bao nhiêu em mua bấy nhiêu hả? Em mua số lượng luôn, mà em mua bằng cái giá mà bán, anh em bán lẻ luôn, có đồ zin đem qua giùm em. Chứ không phải là cái kênh của em nó nhỏ mà em nói cái gì nó cũng sai, cái kênh người ta lớn là người ta nói cái gì cũng đúng. Mình là con người, mình có quyền mình suy nghĩ, mình có quyền mình soi xét cái vấn đề nó có đúng hay sai. Đó, chứ mình đừng có thấy là cái thằng này nó còn nhỏ quá, cái kênh nó nhỏ xíu à, nó nói bậy. Cái thằng kia cái kênh nó lớn kìa, nó nói đúng, cái thằng đó nó nói đúng đó. Tại vì sao? Nhiều người đăng ký cái kênh nó quá, nó không dám nói bậy. Không có đâu anh em, đừng có suy nghĩ vậy. Thiệt, bữa nay lên nói chuyện với anh em hơi nhiều một tí, mong anh em thông cảm, anh em coi clip, anh em thông cảm một tí, nó hơi lâu. Nhưng mà cái này là sự thật, mình phải chấp nhận được cái sự thật, là có những cái món đồ nó đã bỏ mẫu. Đó, còn cái chuyện mà người ta bán đồ lô mà người ta nói đồ in vô bịch, người ta nói đồ zin đồ này kia đó, đó thì kệ người ta, cái chuyện nói chuyện của người ta. Đó, người ta nói thì anh em có quyền tin và có quyền không tin, mình đi kiểm chứng cái thông tin đó có đúng hay không. Chứ không phải là khi mà người ta nói xong rồi đi qua hỏi Mạnh, xong Mạnh trả lời là không còn sản xuất, Mạnh chỉ bán đồ in thôi, bắt đầu anh em lại phản bác. Nhiều anh em thì trả lời câu vậy mà anh thấy bằng kia bên kia nó bán đồ đó có đồ zin, thằng đó nó anh cũng biết sao. Còn nhiều anh thì lại nói tại sao người ta có bán mày không có bán, nó lạ như vậy đó. Thôi rồi, thôi em cảm ơn anh em xem clip của em. Em là Mạnh, chuyên mua hộ phụ tùng quay tháng 110 hàng new. Anh em cần phụ tùng quay tháng 110 cứ gì khú em, cứ gì khú em. Rồi em cảm ơn anh em xem clip của em nha.